Rồi, ok, xin chào tất cả các anh em này, trở lại với kênh Duy Khải nè mọi người. Rồi thì Khải mới lên đảo nhưng mà Khải chưa kịp làm video anh em xem. Chắc cũng có nhiều anh em hỏi sẽ đồ thử ra sao. Trong tầm này thì vừa rồi lúc này Khải có đánh nữa nè. Thì Khải mang theo kiểu 120 làm chậm 40 chón, 120 làm chậm 40 chón. Nhưng mà đi giao tranh theo ban hội nè. Cái này là đi giao tranh theo ban hội nha. Thì với cái độ 40 chón thì không thể nào làm được gì luôn. Chứ bị chón liên tục mà, bị đơ người liên tục á. Anh em cùng xem sẽ đồ nè. Đó. Xếp đằng bàn chung. Đó, xếp bàn chung. Đúng rồi, bộ quan Hoàng Mỹ phải đua top hoặc là mua thôi Hoàng ơi. Một set bèo bèo phải 10 đến 15 triệu. Nói chung là đua top á. Đua top cá nhân á. Chung là nếu mà ưng quá thì mùa sau đãi tiền vào đua top thôi. Đây, 80 chó rồi nè. Kháng hỏa, chó sinh lực, khí, sinh khí. Áo này, đó, áo này khá đẹp. Áo này Hoàng mùa tìm được áo này đẹp quá. Bữa trước tìm áo này không ra nè. Chỉ mang có 20 chó thôi. 60 chó thôi, không đủ móc. Tầm này đủ móc rồi, đẹp nè. 80 chón này thấy chưa? Quá đẹp. Rồi, 80 chậm. Đó, nón đẹp chưa? Nón này cũng khá ok rồi. 15-30, 14 sinh lực. Đây cũng 15-30, 10 sinh lực. Đó. Giày cũng khá là ok luôn, đẹp quá đẹp luôn. Giày thiếu sinh lực là cái này mà sinh lực 123 đẹp luôn nè. Đưa chị dùng thể lực không biết. Server không có nhiều. Đưa em 3 top 1 ạ. Anh không mua chứ anh mà đua thì anh ra một cái server anh mua ngay ấy mà. Không có server kia anh đua có top 1, top 2 không mà. Tầm này anh không có đua nhiều tại vì Hòn muốn đua thì nói tiếng anh đua thôi. Còn anh không có đua. Mấy nay hơn cả năm nay chưa động đến cái đua top, bỏ lâu rồi. Đó nè, trong hiện tại là thiếu y phong này nè. Thiếu y phong này, chứ có y phong lực tay nó lên khá là cao tại vì khá là canh hết rồi. 775 lực tay tròn 10k nè. Có y phong vô lực tay tròn 10k nè. Đó, xếp đồ này nè. Đó, vậy thôi. Vào cắt lắng, cắn vào tông kim mình cắn lắc thôi. Đó. Này mà có nón kim quang, thêm được 10 phòng thủ thì phòng thủ sẽ lên được 73. Và thêm cái đai lưng phòng thủ trên 20 nữa thì phòng thủ tròn 75. Thì sẽ là kháng phòng thủ 75, kháng hỏa 75, kháng độc 75. Đó, vậy thôi nè, kháng như vậy thôi. Và tông kim cắn lắc nữa đủ đánh. 80 chón, 80 chậm. Đó. Đúng rồi, ít máu quá. Trung tâm này là hết đường rồi. Tại vì tìm không có đồ nè, không ai bán đồ luôn á. Như anh em thấy này, có cái đại lưng 21-40 không? 21-40 kêu 6 triệu nè. Mà sinh lực cái 7 à, mua làm gì? Đừng mua không có sinh lực, nhìn tù lắm. Mày ra đồ này cũng được ít sinh lực. Tính ra cái áo với cái giày không có sinh lực này. Còn vũ khí thì cũng không có. Còn cái vũ khí tống kim thì anh em biết rồi. Đây, vũ khí tống kim đây. Vũ khí tống kim này phát sáng rồi. Đó, một khí thế này, một khí tông kim. Khí tông kim thì cái này đạt tóc rồi nè. Thì phải đai lưng nữa Hoàng, khả nói đó, phải đai lưng nữa. Đai lưng nữa thì trên 75 là được rồi. Đẹp 75 là đẹp rồi. Chứ còn lên 75 cần 1 thì hơi căng. Xeo này mang 3 món là đẹp rồi. 25. Ví dụ như nón kim quang 25, 40. Rồi cái này trên 20 là được rồi. Đó, thêm 5 điểm nữa, cái này thêm 10 điểm nữa, thêm 15 điểm nữa, thêm 15 điểm nữa thì chắc chắn là trên 75 rồi. Đó. Làm gì là phải dương lên tí chứ còn âm tầm này cũng hơi phèn nhưng mà không sao. Cố gắng từ từ tăng chặn thêm đồ thì biết sao giờ. Quá tầm này cũng phân đồ. Ủa xong nút đi, để chi vậy? Trời, nút đi chứ. Rồi ok. Đó, nói chung là set đồ mới thì như vậy thôi nè. Hôm trước thì chưa tìm ra được áo á, thì lúc đó phải mang bao tay chống 40 rồi áo phòng thủ này nè. Đó. Đó, áo phòng thủ này. Thì lúc đó chỉ có chống 40 thôi. Điều phòng thủ thì nè 30 rồi áo phòng thủ. Áo phòng thủ có 9 nè. Mà 40 chón không đánh được. Nó tiếp tục là giờ là đủ đồ nè. Đó. Đủ đồ mà đường lượng kháng phòng thủ hơi thấp thôi. Đó. Rồi ok. Anh em xem video đừng quên cho một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha anh em ơi. Anh em nào mà chưa xem video này thì có thể xem lại video trên kênh nha anh em. Đó. Hiện tại bây giờ thì nó đang thiếu cái đó là trang sức 200 máu. Với lại dòng Evan 200 máu nè. Chứ hợp bạc này bèo bèo cũng gần 5k máu đó mọi người, không biết đâu nè. 5k máu nè, không biết đâu. Đó. Đúng rồi. Tại vì đồ không có đâu mà mua nè. Chứ có nói làm gì. Đó ok, xuống đã nha anh em. Cho anh em xem lại lần nữa nha. Đây. 80 chậm, nón 14. Thân pháp 30 thì làm chậm sinh lực một lực. Nói chung là set đồ này thì lên lại đường ít sinh lực nè.
Đó, 67 sinh lực này, phòng thủ 15. Là cái này 62 sinh lực này, thấy chưa? Này bao tay này, bao tay sinh lực 45, sinh khí 14. Đó. Còn áo có đôi giày không có sinh lực thôi, khá là phèn. Đồ mua không có, chứ có thì Hòn nó không xúc rồi. Hiện tại Hòn nghe nói đang tìm mua cái nón kim quang nữa. Ok, mua nón kim quang nữa thì mang ra lưng phòng thủ 2x kèm theo làm chậm 20 là đạt mốc rồi. 80 chậm rồi, phòng thủ cao là ok rồi. Đó, đây là nỏ đánh bên ngoài nè. Tại vì có Sơn Hà á, nên là đặt móc nha. Sơn Hà thêm tốc độ đánh 10 nè. Hello Phong Phong nha, hello bạn. Đó, đặt móc 126 nha nè. Mình đang xem video thì có cần xem lại không? Chào bạn già, ok chào bạn già luôn. Đó, hiện tại bây giờ thì nếu mang nón kim quang với lại đai lưng phòng thủ trên 25, trên 20 thôi, thì phòng thủ trên 75 là đẹp nè. Đó, như khai nói trên 75 là đẹp rồi. Đặt móc 80 chậm, 80 chón là bờ ca ok. Đi giao tranh, đi theo đội hình cũng như đi theo băng hội bờ ca ok luôn. Chứ lúc nãy Khải mang 120 chậm nhưng mà 40 chón thôi, không thể nào đánh được. Má, võ đang hai ba thằng nó trưởng cứ đón chón đơ người, không làm được gì luôn. Không ép người lên vòng sáng cho đẹp luôn hả? Hiện tại bây giờ Hòn đang muốn ép nè anh em. Nhưng mà mua cục tối phiến năm không có. Cục tối phiến năm mua không ra anh em, nên là không có. Rồi, đó ok chưa? Đó, tầm này mà đánh tung kim lại cho vui. Và chiều nay đánh cũng được 30 bạn thôi. Tại vì nhắc tay không nói, không thể nào nhắc tay nói luôn. Bị chón liên tục, 40 chón nè, không nào nhắc tay được. Đó, như đai lưng này, đó, mua nón kim quang, mua đai lưng này chạy được 8 kim giao dịch, thấy chưa? Mua đai lưng này đẹp này, thấy chưa? Mua nón kim quang, mua đai lưng này đẹp này. Chạy nó 3 kim lái. Chạy 3 kim được lái luôn. Đó, bù thêm nón kim quang vô là theo đai lưng này là đẹp luôn. Nó 20, đặt móc 80 được rồi. Vấn đề ở đâu, đủ đặt móc 80 là chuẩn rồi này. Rồi, xuống đảo thôi nha mọi người. Đúng rồi. Vấn đề là mua không có, server mua 25 không có nè. Đai lưng 25 không có đâu. Như cái 20 lúc nãy là được đấy. 20 là đẹp rồi, chứ server mà mua mà biểu 25-20 thì nói chung là người ta tâm huyết nè. Người ta mua người ta xài rồi. Không đến lượt mình luôn nè. Rồi xuống đảo nha. Giờ chỉ mua được những cái món đồ đó trừ khi người ta nghỉ game nè. Thì mới mua được. Còn nếu không bảo đảm anh em không thể nào mua được luôn. Chắc chắn 100% luôn. Không thể nào mua được luôn. Rồi, bị đi phong độ này mà làm chiến phong độ ấy. Lách đâu. Bành này. Phi tóc này. Da bào này. Động này. Rồi, làm chiến phong độ ấy. Độ đường giao dịch thêm lá thêm xu rồi, hết xu rồi. Này vứt vào máy kim mà hết rồi. Hai mươi đủ. Này tính mà 20 đủ không ơi? 20 đủ tại vì là cái nón kim quang là nó cầm thêm 10 này. Đó, cái này 15 đúng không? Nón kim quang là 25. Thì cầm thêm được 10. Được 10 thì chỗ này đã được 73 rồi, đúng chưa? 73 phòng thủ rồi. Còn cái này 15 mà cầm thêm 20 thì cầm thêm được 5 nữa. Thì được dương 2 là được 77 phòng thủ đó. Sẽ được 77 phòng thủ. Sẽ được 77 phòng thủ, 78 chứ, được 78 phòng thủ. Là dương 3 rồi. Đồ tầm đó thôi, 3 món phòng thủ và kèm theo 2 món chón kháng họ. Tất phát tài cho bạn, chúc bạn già làm ăn phát khỏe. Ok luôn. Ok luôn bạn ơi. Là phong độ nha em ơi, đi chứng phong độ nha. Cho một like chia sẻ chơi nè em ơi.